Chào các bạn, cảm ơn các bạn đến kênh của mình ha. Hôm nay mình review chiếc Toyota Camry LE ha. Chiếc này mình mới tậu về nha. Chiếc này là Toyota Camry LE năm 2020 ha, 18.000 mai. Đó, chưa có bản số, mình đã gặp lại bản số chừng 21 ngày về ha. Chiếc này mình mua cho bà xã mình ha, bà xã thích chiếc này ha. Nhỏ nhỏ, gọn. Bình thường vậy ha. Bốn máy nhỏ. Chiếc này thì đỡ hao xăng nha các bạn. Với xăng nó lên bây giờ thì chiếc này mua được ha. Để mình quay bên trong ha. Thì ở đây mình quay nội thất ở trong nha các bạn. Thì nó cũng dùng GPS của iPhone luôn. Mình hút gấp iPhone vô, mình muốn đi đâu rồi nha, để địa chỉ lên thì nó sẽ nổi lên màn hình update, iPhone update, cái map nó update luôn ha. Xe 4 chỗ nha các bạn. Chiếc này thì nhỏ thì nó vừa cho vợ mình à. À, chiếc này thì giá nó ở ngoài thì cũng khoảng 25-30 nha, nếu mà tính theo năm và mai ha, 2020 18.000 mai ha. À, tùy theo tiểu bang cộng thuế và lãi sinh nha các bạn. Rồi mình chỉ quay sơ sơ thôi. Từ đây sắp tới thì có thể mình làm vài cái video trên xe này khi vợ mình chở mình đi đâu ha. Nghĩ tuần sau nhỏ gái sẽ mua xe mới mà không biết mua xe gì, cũng Toyota đó. Vợ mình với con gái mới thích Toyota, còn mình thì thích Honda ha. Rồi cho mình xin dừng cái video tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video lần sau.